hiên dâng lên Ngài, người thân yêu đã ra đi rồi, đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa, cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trời, xin dâng lên Ngài này của lễ.
người đã cất họ đi kẻo trí khôn họ bị thói gian nan biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉ lừa, vì sức cơ hoàng của sự ác làm lưu mờ dị thường và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác, người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa nên người vừa đem họ ra khỏi nơi xa lắm. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn thương xót những kẻ người kể trò và viếng thăm các thánh của người. Đó là lời
Đứng gần thập giá Chúa Giêsu có mẹ người cùng với chị mẹ người là bà Maria vợ ông Cleopas và bà Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu nói với mẹ rằng: "Thưa bà, này là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Này là mẹ con." Và từ giờ đó vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để lời kinh thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói: "Tôi khát." Ở đó có một bình đầy dẫn, họ liền lấy những bọt biển thấm đầy dẫn quấn vào ngành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Khi đã nếm dẫn xong, Chúa Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất." Rồi người gục đầu xuống trao thần khí. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua chúng ta mừng lễ Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, người mẹ của mong người mẹ. Biết quý ông bà anh chị em tham dự phục vụ ngày lễ đó, nhưng bà anh chị em ấn tượng về điều gì? Nhưng mà riêng tôi ấn tượng về một cái hình ảnh mà phục vụ giáo hội đưa ra cho ngày lễ mừng mẹ là mẹ Thiên Chúa. Đó là hình ảnh mẹ Maria quỳ lên máng cỏ. Trong đó có đặt Ai Giêsu. Tại sao lại dùng một cái hình ảnh rất là đơn sơ, rất là khó hiểu như thế để mà minh họa cho mẹ của Thiên Chúa? Phải chăng vì đó chính là cái ý nghĩa cao cả nhất mà một người mẹ có thể công hiến cho nhân loại, cho thế giới và cho Thiên Chúa? Tâm lý của một người mẹ khi sinh con ra thì muốn ấm lên đứa con của mình, nhưng mà mẹ Maria thì không.
thần làm như thế. Mẹ không ôm chặt hài nhi Giê-xu ở trong vòng tay của mẹ, mà mẹ đặt hài nhi Giê-xu vào trong máng cỏ. Máng cỏ là cái gì? Là cái máng để cỏ cho chiên nó ăn. Đặt hài nhi Giê-xu vào trong máng cỏ. Phải chăng mẹ Maria đã ý thức rằng người con mà mình cứu mang và sinh hạ sẽ trở thành tế vật để nuôi sống nhân loại? Và như thế, phải chăng hình ảnh mẹ Maria đặt hài nhi ở trong máng cỏ đã báo trước cái y tế thật giả như cộng đoàn chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng Gioan? Đứng bên thập giá của mẹ Maria, cuộc đời của mẹ Maria đẹp đẽ bởi vì mẹ đã hiến dâng người con duy nhất của mình làm của lễ hy sinh, dâng lên Thiên Chúa Cha đền tội cho nhân loại, mang lại ơn cứu độ cho tất cả nhân loại. Hôm nay cộng đoàn chúng ta y tụ ở đây cùng với cha Minh Sơn để tưởng nhớ và cầu nguyện cho bà cô Maria dịp dỗ mãn tàn, nhớ lại lúc sinh thời anh em có dịp đến thăm bà cô đang giữ bệnh tại nhà. Diễn tả niềm hy vọng phục sinh của chúng ta.
là những người đã khuất. Họ không phải là đi vào cõi tiêu diệt hay là cõi hư vô. Người công chính sống ở trong Thiên Chúa. Và tất cả chúng ta thì được tháp nhập với Đức Kitô ở trong những tích vừa tội cùng chết với Ngài. Chúng ta cũng được chia sẻ sự phục sinh của Ngài, chia sẻ sự vinh thắng của Ngài trên cả trên. Và vì thế, dịp dỗ tưởng nhớ cầu nguyện cho người đã khuất là một trong những cái nghi cử, một cái hành động rất là cụ thể, rất sống động để chúng ta diễn tả niềm tin của mình. Những người đã ra đi trước chúng ta, họ không đi vào cõi tiêu diệt, họ đang sống trong Thiên Chúa. Và giữa chúng ta và họ vẫn có một cái mối hiệp thông sâu xa, sự hiệp thông giữa các thành, giữa những người cùng tin vào Chúa, những người cùng chia sẻ tình yêu và sức sống của Thiên Chúa ở trong tâm hồn và cuộc sống của mình. Thưa quý công đoàn, trong bài tin mừng chúng ta được nghe Chúa Giêsu trước khi chút thở thở, Ngài đã trao người mẹ của mình cho Gioan và trao Gioan cho người mẹ. Đây dĩ nhiên không phải chỉ là một cái vấn đề mang tính cách trần thế. Người mẹ đã tuổi tác nhờ môn đệ trông nom, không phải. Ở đây nó có cái ý nghĩa thật là rất là sâu xa. Bởi vì Chúa Giêsu đã cảm nghiệm được cái tầm quan trọng của tình mẹ, của sự hiến diện của người mẹ trong cuộc đời của Ngài. Cho nên Ngài muốn như rằng suốt cuộc đời mẹ đã đồng hành với Ngài, thì mẹ tiếp tục đồng hành với giáo hội của Ngài, với các môn đệ của Ngài và học thế. Thật là còn nhìn ra một cách sâu xa hơn, Đức Maria đứng bên tập giá là đứng trong tư thế của Eva mới, vì Chúa Giêsu trao thần khí để sinh ra một nhân loại mới, Ngài đứng vào vai của Adam mới, và chính mẹ Maria là đóng vai của một Eva mới. Dù sao đến chăng nữa thì ở đây chúng ta có thấy có một sự chuyển thể của mẹ Maria giữa một cái tư thế của một người mẹ mang tính cách thể lý, mẹ kêu mang sinh ra Chúa Giêsu, thì bây giờ mẹ là người mẹ trong cái tư cách thiêng liêng. Tôi nhớ đến một câu sách ngôn rằng làm mẹ thì không phải chỉ là một cái tương quan mang tính thể lý, là một thái độ sống. Tất cả chúng ta đều có thể là mẹ khi chúng ta sống một cuộc sống hy sinh, một cuộc sống quản đại, không nắm giữ, không ôm ấp cho mình, nhưng biết đặt những gì mình có, những gì Thiên Chúa ban cho mình trên mạng cỏ, trên thánh giá để Chúa sử dụng và phục vụ cho chương trình cứu độ của Ngài. Hôm nay chúng ta thương nhớ cầu nguyện cho bà cố Maria. Chúng ta cũng tưởng nhớ cầu nguyện cho bố Linh Sơn. Cũng là dịp để chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chúa ban cho chúng ta quà tặng cuộc sống, và chúng ta sẽ sử dụng cuộc sống ấy như thế nào để cuộc sống ấy trở nên một quà tặng dâng lên Thiên Chúa, phục vụ cho ơn cứu độ của anh chị em chúng ta. Chắc chắn điều đó mời gọi một tình yêu lớn lao, một tình yêu chấp nhận hy sinh, một tình yêu quảng đại phục vụ trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Một lần nữa chúng ta phó dâng và cúng Maria cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
dỗ mãn tàng không có nghĩa là chúng ta sẽ quên lãng bà cố, để chúng ta sẽ tưởng nhớ bà cố với một cung cách sâu sắc hơn, không chỉ là với những chiếc khăn tang, với những dấu hiệu tang trên mình, mà với một cái cuộc sống cố gắng để làm những cái gì tốt đẹp mà bà cố đã làm cho cuộc sống này, làm cho những gì tốt đẹp bà cố đã làm cho cuộc sống này cũng chỉ là và được làm rộng để trong đời sống cách đặc biệt các con các cháu của bà. Xin Chúa soi thương cho bà Maria và xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin vào người thì sẽ không phải chết bao giờ. Trong ngày dỗ mãn tang của bà cố hôm nay, với niềm tin thác vào Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng được ở đó với con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai suốt đời hiến mình phục vụ dân Chúa mà nay đã qua đời được sớm hưởng niềm hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thank you.
Nhờ người đạo kinh ta kinh thần thờ này đi lên.
ban cho các tín hữu đã chết như con chữa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và các bậc quý tổ chúng con đã yêu đời trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hờ ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được hưởng sự sống đời đời. Còn với đức xin nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bà sau năm đức xin nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được thay người và công linh Chúa nhờ Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về
Sau lễ, gia đình chúng con xin trân trọng kính mời
quý sĩ ở lại dùng với gia đình chúng con bữa cơm thành đạt tại phòng khách giáo xứ. Chúng con xin trân trọng kính mời quý khách về lại gia đình dùng với gia đình chúng con bữa cơm thành đạt để ăn cùng gia đình chúng con. Một lần nữa, gia đình chúng con xin cúi đầu cảm ơn. Lời xong chúng anh chị em đi.